công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Disodium Succinate. Disodium Succinate với tên gọi khác là SSA, có xuất xứ từ Hàn Quốc, quy cách đóng gói, bao 20 kg. Công thức hóa học C4H4Na2O4 tồn tại ở dạng bột màu trắng, mùi dễ chịu và tan được trong nước. Là thành phần trong các gói gia vị, giấm, nước sốt, mì gói, thịt nguội, xúc xích, hải sản đóng hộp. Được dùng để sản xuất thạch cao alpha, là chất phụ gia tạo độ trong cho nhựa và là chất ổn định, chất ức chế ăn mòn cho bề mạ điện. Là thành phần trong sữa rửa mặt, dưỡng ẩm, đặc trị và các sản phẩm chăm sóc tóc. Và là thành phần nuôi cấy tế bào trong sản xuất dược phẩm sinh học. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.